Xoài này không to bằng xoài PVS rồi nha. Xoài PVS to hơn, ngon. Có đồng nào được đấy đâu mà chẳng. Nó vậy thì không có tiền để chứ mất nhiều đi thì không được đâu nha. Cá để tiền Asia không bị gì. Có đồng nào được. Nhà mình còn gì đâu. Xe máy.